Nhìn là hấp dẫn chảy nước miếng luôn này. Đây là chị đã luộc lên rồi đây. Cái này để cho mọi người ăn sợ. Ngon nhỉ, nhìn hấp dẫn không? Đấy, đây mới gọi là chuẩn này. Đây không ăn thì ăn ở đâu? Này anh Hải ơi, một hôm nay em ra sớm ấy. Nghe tiếng đã biết tên à? Thế bà hay bán ở chợ nào mà bà lại đây? Đây nhưng mà cái này các chợ về đây là lấy từ mấy hôm trước à? Tôi cứ bán đồ ăn ản rồi thập cẩm hết. Nhất là mấy cái món đấy. À, anh à, vâng, anh bán cả đây, nó có một cái bản sắc riêng. Đây anh thấy đấy. À. Cũng nhiều lắm. À đây đây giờ này dành. Đùa chứ. Anh Hà. Một cái khay kê luôn anh ạ. À, tít. Đừng đừng thái. Ngồi nhìn trông. Bốn người xuống. Em xong ba mới lên đây đấy. À chào bà chủ nhá. À quên không mày ra à. Đây là mở hàng nhỉ, đúng không nhỉ? Đó là hai má. Cái khán giả Sao TV phản hồi cái thớt đấy. Mà hôm nay mày như nó tìm con ở đúng không? Xin gặp nhau trước rồi. Không kéo xe quần đấy. Mỗi thứ làm 3 bát ha chị ạ. Cần ba cần mấy? Ăn đấy. Luôn rồi giờ em ăn luôn đấy quả. À cái gì nhỉ? Mấy nữa em định xây cái xà đây anh. Người ta nhìn bản thiết kế để hai vợ chồng. Chị ơi. Nó không có một loại của gà đen à? Hoặc là ăn quả này khỏe lắm đúng không? Phải không? Ăn gì bổ đấy. Luôn. Ăn cá đi bác. Quá vào trong này xem nào. Cứ để cho chị nằm kỹ kỹ một tí. Được 5 tầng ạ. Bóc nhưng mà bóc làm sao được? Bóc đơn giản. Có đôi đũa, đôi đũa kìa. Cái đây là họ làm kiểu. Nhưng mà khỏe cái gì? Hả? Đầu tiên là mọi người phải hết sức thông cảm. Anh cảm ơn nhá. Cảm ơn. Tay trắng bắt tay thằng sĩ này nữa. Ê, chào Đoàn Tuyên Quang nhá. Đấy. Chè Thái gái Tuyên đấy. Đấy. Việt Nam. Cái chảo này chỉ có ngày lễ hội gì. À, 100.000 một cân. Ba củ một cân đúng không? Hai ba củ. Này nhưng mà em không dừng. Nhưng mà về bắt đầu mới ghét. Ơi. Em rất hâm mộ anh. À. Xem kênh của chú Hải. Vâng. Sao lại 10 giờ đêm mới xem hả chị? Ra. Tả vai mỗi chó chẳng muốn loại à. À tả. Tả vai. Cuối mùa đằng đầu mùa chị đùa em. Cuối mùa tận. Cá chó. Anh mua con này à đại ca? À, 5 triệu thì em đẹp tí mà. À. Ôi, oa. Thế đi luôn này. Chín quá thì lại không được. Chín quá. Còn là đây là cao cao. Ôi giời nhỉ. À, ai chọc được bộ này à? Bí cho em hát là có kiểu gì mà lại ba không lấy bịa trâu đâu đúng không? Đảo lên. Có không? Có ở gì? Hai em là người đồng hết à? Ồ, mời anh em. Lâu lâu mình nhìn thấy. À. Này, trả luôn tiền cho thằng em. Ê,
À, tí nữa ba chị bán bún chuối. Đi mời đi. À, hỏi rất dốt là hỏi xem đồ người ta có ngon không. Là nó đấy. Quay. Đấy, thế là hết chợ rồi đấy. Thế là tổng được một tạ hai thịt à? Thế là sao nhưng còn nó chiếc ra. À đúng rồi, đúng rồi. Theo ba thôn là cái này chia cho anh em trưởng thôn. 547 cân. Ở đây nào cũng mâu. Kéo cây đấy nhỉ, mình phơi à? Chuẩn là cân 6 nhưng mà bây giờ đang bổ sung thêm mỗi... Đúng không anh? Đúng. À, của Gia Châu này uy tín đấy nhỉ? Vâng anh ạ. Ồ, có khi nào có ông nào lại làm luôn hai mộ không? Bao dạp ạ? À, cái ông này cũng sau. À, thậm chí sách này hay là rút khỏi cái nghi lễ này nhưng mà em đấy thì hôm nay ấn ôi tắc đường luôn anh em đâu bắt đầu người không chia được các bạn ạ, đâm ra là sẽ lúc đấy mới tham dự mà lúc đấy anh em ạ, đây là mọi người đang nấu á. À bà thú há đây là cái gỗ này nó ít khi mọt lắm nên đừng phép nhấc ra khỏi bếp chín này không là cũng không được nọ. Cái nghi lễ này cúng này nhiều tỏi thôi à này. Chú chưa đập tỏi nha. Tới đảo cái này đi không cháy rồi đây là bàn thờ nó là xong à rồi. Có người thế ông là có lúc thì kiều à thì lợn ngang 6 âm lịch à mời các bạn nhé em lấy thịt gà cho bạn bè bạn kia đi. Xôi cúng rồi ơn nhá vâng ở đây bà con nuôi à chào anh chào ông ạ vâng vâng mình cúng này thì cái này à thịt lợn này ông kia lấy cái đầu trưởng hôm nay đây anh em mới